Các bác ơi, em Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em về hơn 100 đôi tép 450 BNC. Đây, anh em cùng nhìn này, nó xếp đúng như kiêu gạch luôn. Hơn 100 đôi tép này. Và hôm nay em sẽ có cái chương trình khuyến mại cho anh em. Và giá của anh em thì quan cam kết là rẻ và tép của nó rất là xịn. Đây là tép của nhập của Trung Quốc. Một thùng của nó 5 đôi. Anh em nhập 10 đôi. À, nhập 20 đôi nhá. Đấy. Nhập cứ 10 đôi em sẽ tặng cho một đôi. Và nhập 10 đôi em đã làm giá đại lý ra thợ rất là rẻ rồi. Nhưng cứ nhập 10 đôi em tặng cho anh em một đôi. Nhập 10 thùng em tặng cho anh em một thùng. Đấy. Cứ 10 đôi tặng cho một đôi. Chắc 450. Anh em lưu ý, mua 10 đôi sẽ áp giá thợ đại lý rất là rẻ. Và phải mua số lượng thì em mới tặng các bác nhá. Và làm giá tốt cho anh em. Còn anh em mua lẻ một đôi chỉ có một vài 300.000 một đôi này thì rất là rẻ rồi. Đôi này của nó là 500.000 một đôi bao ship, tép 450, hàng nhập khẩu Trung Quốc, tép 450 BNC. Đấy, anh em mà nhập số lượng cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Lưu ý cho em, nhập 10 thùng được tặng một thùng, còn nhập 10 đôi được tặng một đôi, và được áp giá đại lý rẻ nhất cho anh em cùng săn nhá.